Chào các bạn, mình đang ở gian hàng của LG tại CES 2013. Và đây họ đang trưng bày một cái máy tính tất cả trong một rất là đẹp. Rất là hiếm khi chúng ta thấy những cái máy tính tất cả trong một đẹp như thế này. Một cái máy mà viền màn hình khá là mỏng. Mình thấy là cái phần màn hình hiển thị trong này và đây là cái phần viền khá là mỏng. Có những cái góc cứng rất là đẹp. Rất là vuông vắn và mạnh mẽ. Đây là cái phiên bản 27 inch. Thì cái máy này đang là cái máy cho thị trường Hàn Quốc và sắp tới họ sẽ đem nó ra quốc tế. Thì cái máy mà mình đang có ở đây là cái máy phiên bản 27 inch. Ngoài ra nó còn có phiên bản 21.5, 23 inch và phiên bản 29 inch. Nếu bạn mua cái máy 29 inch thì cái máy tính này nó sẽ không có tỷ lệ 16:9 như vậy, mà nó sẽ dài hơn và nó trở thành tỷ lệ 21:9. Cái tỷ lệ cho những ai thích xem phim. Cái điểm đặc biệt của cái máy tính Nonwan này, ngoài trừ việc mà nó rất là đẹp và nó mỏng, là nó có hỗ trợ thêm cái TV. Ở đây là cái điều khiển đang là cho Hàn Quốc, mai mốt nó sẽ cập nhật. Thì bạn có một cái nút picture, bạn bấm vô thì nó sẽ hiện. Chúng ta bấm vô. Nó dùng cái sóng hồng ngoại nên phải chữ thẳng. Thì nó sẽ hiện cái TV, chương trình TV ở đây, cho phép chúng ta vừa coi phim bên này hay là dùng web và có thể coi TV. Và nếu mà không thích thì bạn có thể chuyển qua ngay chế độ TV hoàn toàn và không cần phải chờ khởi động hay cái gì hết. Rất là hay. Ở mặt sau của cái máy tính thì chúng ta có một cái cổng HDMI. Thì cổng HDMI đó giúp cho cái máy tính này đóng vai trò là một cái màn hình, giống như bạn mua một cái màn hình TV vậy. Và chúng ta hoàn toàn có thể cắm PS3 hay là cắm máy tính khác, máy tính màn hình nhỏ, hoặc là cắm máy hình ra để chúng ta coi hình trên này. Màn hình này là màn hình IPS rất là đẹp, màn hình 27 inch Full HD, tiếc là không có độ phân giải cao hơn. Máy này thì đang sử dụng Windows 8.1 và CPU Intel Core i5 8GB RAM. Xin cảm ơn các bạn.